Kén cá chọn canh Tác giả Tùy Hầu Châu Ngoại truyện một Giữa người và người Khi mới vào nhà trẻ, lúc nào tiểu duệ duệ cũng vui mừng hớn hở, là một cậu bé ngoan thân thiện với bạn trai, đối tốt với bạn gái. Có một lần lục cảnh diệu nhìn thấy con trai vùi đầu vẽ vời gì đó, mở miệng hỏi. Làm gì vậy? Tiểu Duệ Duệ ngẩng đầu lên giải thích. Ngày mai là sinh nhật của Dương Vĩ, cô bảo mỗi bạn trong lớp làm thiệp tặng bạn ấy. Lục cảnh diệu suýt nữa không kìm được mà cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lục hòa thước nhớ lại tình cảnh con trai nhỏ lục cảnh diệu đi nhà trẻ, ngày nào cũng cao có khó chịu, hiệu trưởng cứ hai ba ngày lại gọi điện về nhà, nào là không đoàn kết, không thân thiện, tính tình không tốt. Tóm lại không thể ngửi nổi. Lục Hòa thức sách con trai nhỏ đến thư phòng dạy dỗ, có chơi với bạn bè không hả? Lục Cảnh Diệu, con không muốn quan tâm đến chúng nó. Lục Hòa thức đập bàn. Mày kêu cái rắm. Ngoại truyện 2, nói chuyện. Hồi tiểu duệ duệ mới học nói thường được cô hai lục gia anh dắt đi chơi lục gia anh là người yêu mạc trượt đến phát cuồng nên có một đợt mỗi khi lục gia anh chơi mạc trượt đều mang theo tiểu duệ duệ cho nên câu đầu tiên tiểu duệ duệ nói không phải là mẹ cũng chẳng phải là ba càng không phải là cô là bính về sau khi tần dư kiều và lục cảnh diệu đã xác định mối quan hệ tần dư kiều lại bị đẩy vào bàn mạc trượt do cô hai lục gia anh tụ tập đang lúc khó xử, tiểu Duệ Duệ lại kéo áo cô, "Chị Dư Kiều đừng sợ, em giúp chị." Ngoại truyện 3, giao tiếp. Lúc tiểu Duệ Duệ chưa biết nói đã biểu hiện thích giao tiếp với mọi người. Nó sẽ chia sẻ đồ chơi của mình với mọi người, nếu có ai đến gần nó, nó sẽ đưa đồ chơi trên tay cho họ, có ý muốn cùng chơi. Thật ra đó là một nắm gạo nếp cô đơn đến hỏng người mặc dù lục cảnh diệu thấy lục hy duệ rất phiền song chuyện đầu tiên anh làm khi về nhà là nhìn nó khi tiểu duệ duệ trông thấy anh thì rất vui vẻ đưa đồ chơi trên tay cho anh còn bi bô nói những lời mà lục cảnh diệu không hiểu lục cảnh diệu đưa tay nhận món đồ chơi trên tay tiểu duệ duệ nhìn vẻ mặt chờ mong của nó nên cúi xuống cùng chơi sau khi nhận món đồ chơi trên tay tiểu duệ duệ lại đưa trả cho cậu nhóc tiểu duệ duệ tự nhiên đưa tay ra đón lúc tay nó chuẩn bị chạm tới món đồ chơi lục cảnh diệu lại rụt tay về tiểu duệ duệ bị lừa cũng không ầm ĩ còn nhếch miệng cười sau đó lục cảnh diệu lại cùng chơi với tiểu duệ duệ khi hết hứng rồi thì đưa đồ chơi cho tiểu duệ duệ luôn Tiểu Duệ Duệ không thỏa mãn, không hiểu nhìn vào lục cảnh diệu, ném đồ chơi trên tay lên người lục cảnh diệu, sau đó lại vươn tay ra lấy, ý muốn tiếp tục chơi trò này. Lục cảnh diệu lặng thinh liếc nhìn, nói với vú em đứng ngoài, ôm nó ra ngoài bú sữa. Ngoại truyện 4, tắm. Lúc Tiểu Duệ Duệ 3 tuổi, còn chưa biết thế nào là xấu hổ, cho nên vẫn thích tắm chung với ba có một lần lục cảnh diệu nằm trong bồn tắm thì tiểu duệ duệ xông tới ba ơi ba ba ơi ba lục cảnh diệu bế hi duệ lên thả vào trong bồn tắm kiểm tra xem nó có thiên phú bơi lội hay không kết quả là thất vọng hi duệ được vớt từ trong nước ra đã chuẩn bị khóc rồi lục cảnh diệu không biết làm sao đứng dậy khỏi bồn tắm đúng lúc này tiểu duệ duệ chỉ vào bộ phận kia của lục cảnh diệu ba ơi chỗ này đen quá vẫn chưa sạch sau chuyện này hai ba con gần như không tắm chung lần nào nữa ngoại truyện năm nhân sâm khi tiểu duệ duệ mới đi nhà trẻ nó có rất nhiều câu hỏi lúc đầu lục cảnh diệu được huấn luyện giáo dục trẻ em hai ngày nên vẫn còn kiên nhẫn với con trai thời gian đó cũng là thời kỳ trưởng thành vui vẻ nhất của tiểu duệ duệ có một ngày sau khi tan học tiểu duệ duệ hỏi lục cảnh diệu ba ơi ba có biết nhân sâm là cái không bởi vì lục cảnh diệu đang lái xe không để ý liền nghe thành nhân sinh nhất thời cảm thấy con trai cũng khá khẩm nhỏ như vậy đã có câu hỏi sâu sắc như thế suy nghĩ xong anh trả lời nhân sinh chính là một kẻ lừa đảo, luôn bị lừa, còn nhất định cam tâm tình nguyện. Dừng lại, cảm thấy lời này hơi bi quan, lại thay đổi cách nói, nhân sinh chính là một dòng sông dài, chảy xiết không ngừng. Tiểu Duệ Duệ không hiểu cả hai cách giải thích, chớp chớp mắt, nói câu trả lời của mình, nhân sâm là một loại thuốc. Lục cảnh diệu, à. Ngoại truyện 6, đái dầm bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quá khứ đen tối về đái dầm nhưng mà đối với đứa trẻ thường hay xấu hổ chắc chắn không cho phép mình năm tuổi rồi mà còn đái dầm cho nên buổi sáng sau khi thức dậy biết được chuyện mình đái dầm hy duệ không thể tiếp thu nổi chuyện này lặng lẽ lấy máy sấy trong phòng cô giúp việc đóng cửa phòng lại lên phòng của mình đỏ mặt sấy khô ga giường ẩm ướt sau khi sấy khô thì cho rằng không còn sơ hở nữa, cất máy sấy lại chỗ cũ. Nhưng mọi chuyện đều bị cô giúp việc biết được, còn nói chuyện này cho bác hai của Hy Duệ nghe. Bác hai còn vui mừng mà nói, Hi Duệ nhà của chúng ta thật hiểu chuyện, đái dầm mà còn chủ động sấy khô ga giường. Qua chuyện đó, Hy Duệ không thích bác hai của nó nữa. Ngoại truyện 7 kẹo kéo và hy duệ khi hy duệ lên lớp lớn nghe thấy bạn bè nói lớp mầm mới có thêm ba bạn mới hơn nữa lại sinh ba sau đó có rất nhiều bạn chạy đi xem sinh ba thật thú vị ba người giống nhau như đúc hy duệ là đứa trẻ đáng yêu lúc đi gặp ba bạn sinh ba đó còn mang theo ba cây kẹo kéo mới được cô giáo phát vào hôm nay xem như quà gặp mặt sau đó chạy đến lớp mầm non, nhìn một lúc lâu cũng không thấy có ba đứa trẻ giống nhau như đúc, lúc đó bì bì đi ra, Hy Duệ liền hỏi cậu, nghe nói lớp em có sinh ba phải không? Bì bì lắc đầu, lớp bọn em không có ai tên như vậy cả. Ngoại truyện 8, căn nguyên của đứa trẻ trong ống nghiệm. Vì Lục Hy Duệ và Nhan Thư Đông đều không có mẹ nên đã trở thành bạn tốt nhưng hai đứa vẫn còn nhiều điểm khác biệt hai đứa thường hay tâm sự nhưng thứ gọi là tâm sự của trẻ con chỉ đơn giản là chia sẻ bí mật mà thôi nhan thư đông mẹ cậu với ba cậu ly hôn à lục hy duệ lắc đầu tớ không biết được có thể là ly hôn đi tớ chưa từng thấy mặt mẹ mình nhan thư đông không nghe người lớn nhắc gì đến à Lục Hy Duệ không muốn trả lời, hỏi ngược lại, cậu thì sao? Mẹ tớ chết rồi, hình như bị ba tớ giết chết. Lúc nói khuôn mặt nhan thư đông tương đối bình tĩnh, rất đáng sợ phải không? Đúng là Lục Hy Duệ hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu, không đáng sợ. Nhan Thư Đông hỏi tiếp, cậu chưa từng nghe chuyện gì về mẹ cậu sao? Lục Hy Duệ lắc đầu, chưa, ba tớ rất kín miệng, không tiết lộ gì cả. Cậu không phải là đứa trẻ không có mẹ theo kiểu ấy chứ? Là sao? Đứa trẻ trong ống nghiệm. Ai nói? Cậu mới là đứa trẻ trong ống nghiệm đấy. Còn lâu đi. Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, mẹ tớ bị ba giết chết. Nhan Thư Đông khẽ cắn răng, nhưng về sau tớ cũng muốn giết ba mình. Lục Hy Duệ nghe Nhan Thư Đông nói vậy, mặc dù ngoài mặt giả bộ bình tĩnh, trong lòng vẫn hơi hỗn loạn. Buổi tối lúc Lục Cảnh Diệu kiểm tra bài tập, nó nói chuyện này cho Lục Cảnh Diệu biết. Nhan Thư Đông nói bạn ấy muốn giết ba mình. Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu, vô cùng khinh thường hỏi, nguyên nhân là gì? lục hy duệ suy nghĩ một chút nhất định là ba bạn ấy đối xử không tốt với bạn ấy lục cảnh diệu hơi nhức đầu con thấy ba đối xử với con không tốt à ngoại truyện chính n năm sau duệ duệ của chúng ta sắp kết hôn lại không biết động phòng thế nào vì sao duệ duệ không hiểu bởi vì kiều kiều của chúng ta sợ nó trưởng thành quá sớm muốn nuôi một cậu con ngoan hiền, liền hỏi Kiều Kiều phải làm sao. Kiều Kiều len lén liếc nhìn Tiểu Lục rồi nói, hỏi ba con đi. Duệ Duệ không tình nguyện đi đến trước mặt Tiểu Lục lặp lại câu hỏi, Tiểu Lục úp úp mở mở, đến lúc đó con ở phía trên, cô ấy ở phía dưới là được rồi. Đêm tân hôn, cô dâu nhìn thấy giường tân hôn bị đổi thành giường tầng, tức giận khóa trái cửa không cho duệ duệ vào trong. Duệ duệ ở cửa kêu to, "Ba à, con không vào được." Tiểu Lục Thờ ơ trả lời, "Dùng sức đi." Vì thế duệ duệ dùng sức đẩy, đầu gối rách da chảy máu, không khỏi hô, "A, chảy máu rồi." Chỉ nghe Tiểu Lục ở trong phòng an tâm nói, "Cái này đúng rồi." Ngoại truyện 10, hung tinh vệ trong mắt khi duệ khi còn bé nhu cầu ham học hỏi của tiểu duệ duệ rất mãnh liệt, cho nên cậu thường bị rất nhiều vấn đề quấy nhiễu. Lúc tiểu duệ duệ 4 tuổi thì cậu biết đến ung tinh vệ qua môn nội. Cậu biết hắn là một tên giặc bán nước, nhưng giặc bán nước là cái gì, không biết bán một quốc gia đi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ. Mấy ngày sau, tiểu duệ duệ lại nghe bà nội kể chuyện cổ tích tinh vệ lấp biển. Cho nên cái tên tinh vệ kia rốt cuộc là đi lấp biển hay ia à đi bán nước vậy hả? Cho nên Tiểu Duệ Duệ dự định thảo luận nghiêm túc về vấn đề này với ba cậu, ba, ba biết Hồng Tinh vệ không? Lục Cảnh Diệu gật đầu, nói đi. Tiểu Duệ Duệ sắp xếp lại từ ngữ, nói: Cung tinh vệ rõ ràng ia à giặt bán nước thế mà hắn còn muốn đi lấp biển làm chuyện tốt ia à sao?" Lục cảnh diệu thản nhiên nhìn vào mắt con trai, bởi vì đầu óc hắn không bình thường cho lắm. Ngoại truyện 11, tác hại của quảng cáo phái nam. Quả quả kinh ngạc, ở nước ngoài cũng có quảng cáo cho phương diện đó của đàn ông sao. Có lần nằm trên giường đọc tạp chí nhìn thấy mẫu quảng cáo kia cô liền đọc cho lục lục nghe, không uống thuốc, không giao kéo, dễ dàng to hơn lục lục cho rằng quả quả đang ghét bỏ số đo của anh vô cùng khó chịu quay đầu đây y à vấn đề rất tế nhị có một số thứ phải so sánh mới biết được nhưng anh không thể để quả quả đi so được dừng một chút lục lục quay đầu nói rất nhiều người đàn ông trời sinh mềm nhỏ cái loại quảng cáo đó chỉ y à lừa người thôi không thể sửa được đâu cũng không hẳn y à lừa người đâu ví như có thể. Quả quả đỏ mặt chớp mắt, lục lục sửng sốt, có thể thế nào? Quả quả, anh cần à? Lục lục, em cảm thấy anh cần sao? Quả quả cong khóe môi cười, sau đó bò xuống giường đi ra khỏi phòng, sau một ít, cô trở lại, trong tay cầm một cái kính lúc. Ngoại truyện 12, con dâu nuôi từ bé đường đường. Lần trước, lúc duệ duệ chia bánh cho ba chị em sinh ba thiếu mất phần đường đường nên duệ duệ đã hôn lên má đường đường một cái gương mặt nhỏ nhắn của cô bé mềm như kẹo đường vậy lại còn có mùi quyết duệ duệ thích nhất nữa tiểu duệ duệ không chỉ hôn đường đường mà còn dùng ngôn ngữ lưu manh của con nít nói với đường đường mặt cậu thơm quá có mùi của quyết khuôn mặt nhỏ nhắn của đường đường đỏ bừng không chỉ không đòi bánh bích quy của duệ duệ nữa mà còn đem bánh bích quy của mình cho duệ 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 cũng không cần suy nghĩ một chút lại nhìn ngưu ngưu và bì bì sau đó lại cầm một cái bánh của bì bì đưa cho đường 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 ăn đi bì bì không vui đường đường hôm nay không ăn quyết sao lại có mùi quyết được nói xong không tin cũng tiến lên ngửi ngửi không có mà sau đó ngưu ngưu cũng tò mò rồi ngửi một cái không có mùi quyết thật buổi tối thập nhất đến đón vợ con bị bị mách lẻo với ba chuyện này nhưng đường đường không ăn quyết sao có thể có mùi quyết được sau khi nghe xong thập nhất nhìn về phía con gái phát hiện con gái nhà mình bị con trai lục gia lưu manh lúc trở về lục gia anh đã nói đùa với chu thương thương hay để Đường Đường làm con dâu nuôi từ bé của duệ duệ nhà cô nhé. Con dâu nuôi từ bé là gì ạ? À? Đường Đường hỏi Chu Thương Thương. Lục gia anh cười trả lời, chính là về sau duệ duệ có thứ gì tốt cũng sẽ cho Đường Đường, Đường Đường thích không? Đường Đường vui vẻ gật đầu. Ngoại truyện 13, về thi cao đẳng và học lại. Lúc tiểu duệ duệ 3 tuổi, có một vị bà con xa sau khi thi cao đẳng xong đến nhà họ Lục chơi. Người bà con xa này thi không được tốt cho lắm, cho nên lần này tới thành phố ép chủ yếu là để giải sầu. Khi đó Tiểu Duệ Duệ thường ở lại Lục Trạch để Lục lão phu nhân chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó Tiểu Duệ Duệ cực kỳ thích vị khách từ xa tới này, mỗi ngày đều cuốn lấy người anh họ kia nói chuyện, hỏi tất cả những gì cậu không biết anh ơi thi cao đẳng là cái gì à chính là một cuộc thi rất đáng sợ người bà con xa kia cảm khái nhưng là do anh thi không tốt thôi cuộc thi à em biết rồi tiểu duệ duệ hưng phấn nói chính là một người làm bài tập phải không người anh họ xa dùng ánh mắt em thật ngây thơ nhìn tiểu duệ duệ không khác mấy vậy anh thi thế nào Tiểu Duệ Duệ hỏi. Người bà con xa kia rất đau lòng, không tốt, cho nên anh phải học lại. Tiểu Duệ Duệ ngẩn người, sau đó sốt ruột kéo tay anh họ, anh đừng uống thuốc độc. Ngày hôm sau, Lục Cảnh Diệu đón Tiểu Duệ Duệ về. Trên đường về Tiểu Duệ Duệ hỏi ba, ba, về sau có phải con phải thi cao đẳng không ạ? À? Tùy con lục cảnh diệu trả lời tiểu duệ duệ vậy nếu như con thi không tốt thì cũng không cần uống thuốc độc phải không ạ à? lục cảnh diệu liếc nhìn con trai một cái tiểu duệ duệ lo lắng cúi đầu con không muốn uống thuốc độc lục cảnh diệu rất muốn ném con trai mình xuống xe ném xuống xe quả nhiên cô gái ngốc kia kéo chân chỉ số thông minh của con anh mà Hoàng Chính Văn Cảm ơn bạn đã đồng hành và ủng hộ Hảo Hảo Quốc các thời gian qua. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký, like và share nhé!